Hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh của mình nhá. Hôm nay là mình lại giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm, đó chính là cái tay gương tròn của Hilo. Và các bạn biết nhà mình là bán cái tay gương này rất lâu lắm rồi, cách đây được mấy năm rồi thì mình cũng chưa làm cái video là chi tiết về sâu cái tay gương này. Hôm nay mình làm cho bạn xem. Ở đây là tay gương tròn Hilo, thì nó toàn lắp cho toàn bộ dòng Hilo 500 của Việt Nam ra sản xuất từ đời cao đến đời thấp, và tay gương ở cánh cửa các bạn nhé. Con này là hàng chế, thì gọi là chế gia công theo đúng phong chuẩn. Phong chuẩn là sao? Các bạn khi lắp vào nhìn hết đầu xe, nhìn hết sườn xe bên phụ đó, và nhìn rất thích luôn, không bị rung, không bị lắp. Còn ngoài lắp rất là dễ. Đây nó sẽ có hai cái lỗ các bạn ạ, các bạn lắp trực tiếp vào cái chỗ lỗ tay gương của các bạn, chỗ cánh cửa là xong. Đấy, các bạn nào mà chưa hình dung ra lắp như nào thì các bạn mình có thể gửi lại cái video cho anh em xem, thì mình đã lắp rất là nhiều xe này rồi, lắp cực kỳ đơn giản. Đây là tay gương tròn các bạn nhá. Đây các bạn này, tay gương tròn này đó. Con này là hàng được dập máy, uốn theo máy các bạn nhá. Còn cái thứ hai là sơn tĩnh điện rất là bền và đẹp, nó trùng với cái màu tay sơn các bạn đó. Còn đây là gương của hãng SL, ba cánh buồm là gương chuẩn đấy, và bản to, nhìn rất là rộng và thích, mặt rất là led trong. Anh em dùng trên 15 không bao giờ bị ố mặt và mốc mặt các bạn nhá. Đó các bạn thấy không, đây gương tròn đây đó. Sản phẩm này bên nhà mình đang phân phối tay gương nhìn rất là đẹp luôn. Con này là hàng không phải chế cháo mà bắt phát là vừa zin các bạn nhá. Đấy, còn có một loại hàng đúng theo xe, nguyên bản chạp A thì nhà mình cũng có. Anh em thích món nào thì nhà mình có món đó để phục vụ anh em. Có gì các bạn ủng hộ mình nhé các bạn nhé, theo số điện thoại là 09788 23083 và 09788 23038. Con tay gương này thì nó sẽ lắp chung luôn cho một số dòng xe tại Việt Nam mà không có tay gương cầu như kiểu Isuzu các bạn nhé, LQR hay là Hilo 300, thì nhà mình đều lắp cặp cái tay gương này đều vừa khít mà nhìn cũng căng đét luôn đó anh em nhé. Thành ra anh em có thể ủng hộ mình rồi lắp luôn cho một số dòng xe mà như kiểu của Taco không có tay gương tròn. Thì con này nó rất là dễ, nó khoan lỗ sẵn ở dưới đít rồi, thì khi bắt vào thì nó chuyển chiếc ốc vào xong thôi, không cần phải chế cháo gì cả nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé, hẹn gặp lại mọi người ở video sau.